Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Trường cao đẳng Algonquin là một trong những trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất ở Canada, tọa lạc tại thủ đô Ottawa. Ottawa là một trong bốn thành phố lớn nhất tại Canada với cư dân đa sắc tộc tới từ các quốc gia trên khắp thế giới. Với thế mạnh về công nghệ thông tin, có hơn 1.800 hãng tư nhân công nghệ cao đang hoạt động. Tuy là nơi có chất lượng cuộc sống cao, nhưng chi phí sinh hoạt tại đây lại là mức vừa phải. Thành phố có vẻ đẹp tự nhiên, bao bọc xung quanh là nước và môi trường sạch, an toàn cho sinh viên. Cao đẳng Algonquin nổi tiếng về sự cách tân trong chương trình giảng dạy và sử dụng kỹ thuật công nghệ trong lớp. Trường có hơn 140 chương trình học toàn thời gian, bao gồm các chương trình cao đẳng, cử nhân, các văn bằng ứng dụng, chứng chỉ sau đại học và chương trình Anh ngữ. Trường có trung tâm giáo dục quốc tế hỗ trợ những vấn đề cá nhân và học thuật cho hơn 900 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 nước. Có 3 ký túc xá, phòng vi tính phục vụ 24/7, phòng luyện tập thể thao, trung tâm sức khỏe, nhiều câu lạc bộ sinh viên và các cuộc đua tài thể thao. Sinh viên tại đây sẽ được tận hưởng một môi trường sống tuyệt vời. Để được cập nhật thông tin mới nhất về chương trình học, thủ tục nhập học và hồ sơ chứng minh tài chính v.v. khi du học tại Canada, các bạn đừng quên gọi đến công ty Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Về chương trình học cho khóa cao đẳng gồm có các ngành như kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing, quản trị nhân sự, dịch vụ tài chính v.v. Về khóa cử nhân gồm có ngành kinh tế ứng dụng, quản trị cung ứng thương mại điện tử, công nghệ thông tin, thiết kế và truyền thông tương tác. Khóa sau đại học gồm có ngành quản trị kinh doanh xanh, nghiên cứu về kinh doanh và marketing, quản trị kinh doanh lĩnh vực thể thao, hệ thống thông tin địa lý, kiến trúc xanh, quản trị sự kiện, v.v. Về khóa chứng chỉ nghề gồm có đào tạo nhân viên hành chính, công nghệ hàng không, bảo trì máy bay, công nghệ cơ khí, chế tạo công cụ, nghệ thuật làm bánh, nghiệp vụ quầy bar, v.v. Nhập học vào các tháng 1, tháng 5 và tháng 9. Chương trình Anh ngữ sẽ nhập học vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 8 và tháng 10. Ước tính chi phí cho một năm học tại trường cao đẳng Algonquin dao động khoảng 20.525 đến 25.000 đô. Về điều kiện nhập học, chương trình cao đẳng IELTS 6.0, TOEIC 80, chương trình cử nhân và chứng chỉ sau đại học IELTS là 6.5, TOEIC là 88. Sinh viên chưa có điều kiện IELTS hoặc TOEIC, hãy đăng ký học chương trình tiếng Anh của trường. Và khi cần được hỗ trợ các thủ tục hồ sơ du học các nước, điều kiện nhập học các trường, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay, công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu về chương trình du học của các nước, đó là tandaiduong.edu.vn và tndd.vn.com. Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em trường trung học phổ thông Cần Giuộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Sát Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó để lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam.
Thì qua đâu em biết được công ty Tinh Mỹ Dương? Dạ, em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Seth Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.